Hello, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Kỳ Râu nha. Thì sáng nay em lại tiếp tục giao lưu một số phôi Hải Châu nha các bác đó. Trước mắt các bác là một phôi số 1, phôi Hải Châu tàn riêng. Phôi này có cái tàn rất đều đẹp nha. Đó. Con này thân nó tầm khoảng ngón tay cái nha. Con này có bầu riêng luôn, chiều cao khoảng 70. Rồi phôi này em báo giá 100k nha. Phôi số 1, Hải Châu số 1 càng riêng, lá nhỏ riêng nha. Báo giá 100k nha. Phôi số 1, phôi số 1 100k. Rồi. Rồi tiếp tục em lên một phôi số 2 nha. Phôi này rất nung lực, con này có dáng trực nha. Phôi số 2 hoành đế nó khoảng hơn 20, cao là tầm khoảng 18 nha các bác đó. Rồi phôi số 2 đây em báo giá là 100k nha. Đế rất đều, đế trải đều, con nào đắt đàng hoàng nha. Rồi phôi số 2 em báo giá 200k. Ông anh 100k. Rồi em xuống nha. 100k phôi số 2. Rồi. Tiếp tục em lên phôi số 3 nha. Rồi này có đế trái đều. Đế trái 20 giờ. Chưa tới 24 giờ. Đó. Con này 3 thân, 1 cốt. Đế nó khoảng 30, cao khoảng 20 nha. Rồi phôi số 3 em báo giá 100k. Rồi xuống phôi số 3 nha. Rồi tiếp tục em lên phôi số 4 nha. Ở này có dáng rừng nha các bác đó. Một cốt xấu thân. Phôi số 4 có dáng rừng nha. Con này đế rất đều, hoành đế nó là 40, cao khoảng 40 luôn. Rồi phôi này báo giá 150k. Phôi số 4 giá 150k nha. Rồi tiếp tục lên phôi số 5 nha. Con này cũng cầm rừng, một cốt chiến thân, bởi đế to siêu to khổng lồ nha, cầm rừng. Tổng hoành nó khoảng 50. Tổng hoành đế khoảng 50 nha. Cao 40. Rễ rất nhiều. Trải đều nha. Rồi phôi số 5 là báo giá 300k nha. Phôi số 5. Rồi xuống phôi số 5 nha. Rồi tiếp tục lên phôi số 6 nha. Phôi này là phôi cuối cùng. Phôi này nó có dính một coi ngành ngành trong đây nha các bác. Đó, dính góc ngành ngành trong đây luôn, em để nó đây luôn. Các bác nào gì không thích thì đục đẽo nó ra, không để ra chơi cũng được. Ngành ngành đây, ngành bông đó nha, không phải là bông trắng. Thằng nhánh sông đèo á, Hải Châu rồi. Tổng quanh nó cũng 70 nha, số lâm 70 gì đó. Cao khoảng 60. Rồi phô đề báo giá 350k nha. Các bác nó hộp nhãn thì liên hệ cho em. 350k. Một phôi Hải Châu. Và một phôi ngành ngạnh. Rồi, kết thúc chương trình tại đây nha. Gặp các bác trong video tiếp theo.